Xin chào các bạn nhé. Đây là một cái video mà mình chia sẻ với các bạn về Zcoup. Thì đây là một cái video sẽ rất là tuyệt vời, chia sẻ với các bạn nào đang làm trong lĩnh vực MLM, tức là lĩnh vực đa cấp. Thì thực ra thì có những cái trái chiều về đa cấp và có những cái trái không trái chiều đa cấp. Thì trong cái kênh YouTube mình cũng chia sẻ về những video phân tích về đa cấp rồi, phân tích về những công ty tốt và công ty không tốt rồi. Thì các bạn có thể xem những video trước. Thì trong cái chương trình này, trong cái video này thì mình chia sẻ với các bạn nó là một cơ hội kinh doanh với Zcoup. Thì Zcoup đến nay đã phát triển ở Việt Nam cũng gần 2 năm rồi, nhưng mới khai trương thôi. Có thể là rất nhiều bạn cũng không biết hoặc có rất nhiều bạn biết. Thì nếu như bạn nào mà đã biết rồi thì có thể xem lại để biết thêm thông tin. Còn nếu như bạn nào mà chưa biết nhá, thì các bạn có thể tham gia cái cơ hội lớn này và các bạn hãy ủng hộ Lộc nhá. Lộc một mã số thì Lộc ước mong rằng Lộc sẽ giúp đỡ được các bạn, tương tác được với các bạn để hỗ trợ các bạn trong cái việc kinh doanh trong cái cơ hội lớn này. Và hãy đến với Lộc nhé. Thì trong cái bài này mình chia sẻ về công ty Zcoup và sản phẩm công ty Zcoup và chương trình ưu đãi công ty Zcoup đối với những người muốn tham gia lĩnh vực MLM với công ty Zcoup. Thì ở đây chúng ta sẽ biết về công ty Zcoup là chữ G và chữ C. Zcoup. Chúng ta sẽ nhìn thấy một cái hình ảnh về cơ sở vật chất của công ty Zcoup. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy những nhà máy này và các hệ thống sản xuất ở đây. Đây, công ty cơ sở này được đặt tại Nam Won của Hàn Quốc nhé. Nam Won Hàn Quốc. Cái trang thiết bị này đã được chứng nhận cGMP và GMP. Cũng giống như các công ty khác, công ty có đầy đủ các thiết bị giáo dục, hội trường, quy mô 1.000 chỗ ngồi, trang thiết bị phụ trợ, trụ sở chính, nhà ăn và thiết bị thể thao. Thì những cái này các bạn nào mà đi làm trong Samsung, LG hay là những cái công ty lớn ở Việt Nam, về Việt Nam đầu tư, các bạn đã thấy rồi. Thì là những công ty chuẩn ấy, thì họ luôn luôn có những hội trường và có những cái nơi giáo dục và tức là giúp đỡ cho công nhân đến làm việc, được giáo dục, được phát triển bản thân, được vui chơi và được giải trí. Thì đấy là một cái công ty tốt, phát triển tốt và có tính chất phụ trợ. Đó là nhà ăn, nhà thể thao, rồi các thiết bị, ví dụ như mình đi Samsung mình thấy có cả phòng vắt sữa cho các trẻ phụ nữ. Thì đây là nói về một công ty phát triển thì họ đầy đủ như vậy. Thì có rất nhiều bạn sẽ hỏi mình là cGMP, cái chứng nhận cGMP và chứng nhận GMP là cái gì. Thì mình sẽ chia sẻ với bạn cGMP và chứng nhận GMP là cái gì. Thì đây mình đã chia sẻ, đã search một cái trang web đây. Thì cGMP và GMP, đây cGMP là viết tắt đây của chữ Current Good Manufacturing Factory, tức là cái chứng nhận này là đề cập đến các quy định sản xuất tốt thực hiện tại Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Hoa Kỳ. Chứng nhận cái này Administration Food and Drug Administration. Thì đây là một cái cục của Mỹ đã chứng nhận cái cGMP này và đã chứng nhận cho công ty Zcoup. Ở dưới này là có GMP. GMP là một cái chứng nhận, cũng là một chứng nhận giống như cGMP và nó là thực hành sản xuất tốt theo các quy định của WTO là Tổ chức Y tế Thế giới. Còn cái dưới là tổ chức của Hoa Kỳ mà thôi. cGMP là của Cục Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ, còn GMP là của WTO. Thì đấy là hai cái chứng nhận mà công ty Zcoup đã đạt được và chắc chắn sẽ có những chứng nhận nữa. Thì ở đây mình sẽ giới thiệu qua các bạn, đó là cái nền tảng làm việc của công ty Zcoup là một cái nền tảng rất là công bằng và được cái ông này, này một cái ông này là ông Jung Hoon Seo lãnh đạo và đưa ra cái nền tảng này. Thì các bạn biết rằng là tất cả những cái công ty làm việc trong MLM đa cấp ấy, thì nó có những cái nền tảng công bằng. Trong cái công ty này, ông ấy đã rút gọn và tinh gọn những cái gì mà những cái công ty làm về lĩnh vực đa cấp trước đây làm đã không rút gọn và không làm được, thì ông sẽ tối giảm. Thứ nhất là mình muốn giới thiệu về ông này trước nhé. Ông này là có cái kỹ thuật phát triển nguyên liệu mới đấy, và hiện tại đang làm giám đốc này. Ông này là người có kỹ thuật về phát triển nguyên liệu mới và ông ấy là giám đốc đại diện cho Zcoup và General Bio. Thì năm 2014 là có bằng khen là tổng thống. Năm 2015 là nhân vật tự hào của Hàn Quốc. Nhân vật tự hào Hàn Quốc. Việt Nam ta có nhân vật tự hào không nhỉ? Có Bắc Vượng là nhân vật tự hào đúng không? Rồi 2016 là bằng khen dành cho công
dân đóng thuế, tức là người đóng thuế thuế rất là nhiều, tức là cái kinh doanh của ông phải rất là tốt thì mới đóng thuế rất là nhiều thì mới có bằng khen được. Rồi, bằng khen của Bộ trưởng Thương mại. Bộ trưởng Thương mại tức là cái kinh công việc kinh doanh thương mại của ông chắc là phải tốt thì cái bộ trưởng họ mới khen được. Cũng giống như là bằng khen bác Hồ dành cho những người nào đó thì đó là một cái tiếp theo đây này, bằng khen là thủ tướng. À, chứ là ông này cũng có ảnh hưởng, rất ảnh hưởng cho xã hội thì bằng thủ tướng mới khen. Rồi sau đó là giải thưởng danh dự xã hội nữa. Đấy, giải thưởng danh dự xã hội tức là đạt những cái tuyệt vời này, từng năm một mỗi năm đều đạt được một cái tuyệt vời. Mà trong khi đó là cái chức năng của chính của ông ấy chỉ là kỹ thuật phát triển nghiên cứu nguyên liệu mới thôi, nhưng mà ông đã làm được trong các lĩnh vực kinh doanh rất là tốt rồi. Trong cái slide tiếp theo thì bạn sẽ thấy là cái triết lý của ông ấy trên cái nền tảng công bằng là gì, tức là cái triết lý của ông ấy đưa vào triết lý doanh nghiệp là sáng tạo giá trị cho xã hội và phải có tính chất hiệu quả kinh tế, và cuối cùng là văn hóa phải lành mạnh, văn hóa mạng phải lành mạnh. Công nghệ nào cũng phải tạo ra giá trị cho xã hội. Đó, nếu như các bạn không làm tốt, không giúp ích cho xã hội thì sẽ bị xã hội tẩy chay hoặc xã hội không cần đến. Đấy. Thì thứ nhất, thứ hai là khi các bạn giúp đỡ được cho xã hội thì nó phải có tính hiệu quả kinh tế cho mình nữa, đúng không? Ngược lại như vậy. Thế là cái chiến lý thứ hai, tức là cho người và cho ta. Rồi cuối cùng là văn hóa mạng phải lành mạnh. Thì nói về văn hóa hóa mạng hay là văn hóa nào thì cũng phải là lành mạnh. Văn hóa mạng ấy, thì nó là cái công ty Zcook này tập trung chủ yếu là kinh doanh online các bạn nhé. Ông ấy có đưa một cái câu nói ở đây là những vấn đề xã hội và nghèo khó đều có thể giải quyết thông qua kinh doanh, thông qua kinh tế, và Zcook sẽ ước mong sẽ là một cái hy vọng, và là một cái sự tự tin và tự hào đấy để nâng cao cái vấn đề của xã hội. Đến đây ông đã tuyên bố như vậy thì chúng ta sẽ biết rằng là ông này là nhà lãnh đạo có ảnh hưởng nhất trên thế giới, một trong những nhà lãnh đạo nhà ảnh hưởng nhất thế giới, và trong số 100 người chọn ra một người đấy. Trong số 100 người chọn ra một người, tức là lãnh đạo có ảnh hưởng nhất thế giới trong 100 người được chọn ra. Người lãnh đạo này thật sự là người làm kinh doanh vì một thế giới tốt đẹp hơn. Rồi, điều này rất hay, đúng không? Ông ta làm kinh doanh không chỉ cho ông ta mà cho thế giới tốt đẹp hơn. Rồi, và mục đích là khích lệ và bầu chọn ra các nhà lãnh đạo dẫn đầu tăng trưởng kinh tế mới. Thì các bạn biết là cái nghề MLM thì nó luôn tạo ra những lãnh đạo. Rồi, tiếp theo là chọn ra các nhà lãnh đạo bền vững của thế hệ tiếp theo và ảnh hưởng trong tất cả các lĩnh vực. Khi các bạn xây dựng một cái công ty, xây dựng một cái hệ thống, xây dựng một cái gì đó, các bạn muốn cái tính chất bền vững và theo năm tháng nó vẫn còn mãi, đúng không? Chúng ta không muốn là xây dựng cái gì đó mà một vài năm sau nó đổ sông đổ biển, đúng không? Chúng ta phải muốn cái xây dựng cái gì nó còn mãi. Rồi cái thứ ba là các nhà lãnh đạo được lựa chọn tìm ra giải pháp kinh doanh có lợi cho nhân loại và thế giới. Rồi chúng ta sẽ thấy là con người này được đánh giá là người lãnh đạo vì một thế giới tốt hơn, được đánh giá là một nhà lãnh đạo dẫn đầu về tăng trưởng kinh tế mới, được đánh giá là người có ảnh hưởng trong tất cả lĩnh vực, và được đánh giá là người tìm ra giải pháp kinh doanh tốt. Rồi thì chúng ta sẽ nghiên cứu về Zcook khi ông này tạo ra, thì chúng ta sẽ nghiên cứu là ông này tạo ra Zcook. Đầu tiên thì Zcook nó là một cái công ty con mang tính chất lúc đấy nó mới manh nha, nó chưa là Zcook như bây giờ. Nó là một công ty General Bio thì viết tắt là GB, General Bio thôi viết tắt là GB. Nó là một cái công ty chỉ sản xuất và gửi sản phẩm để đi bán nhờ các công ty khác bán hộ. Họ họ đưa sản phẩm của mình vào các chương trình đa cấp của các công ty khác để bán rồi đấy, và đã bán và có mặt trên thị trường thế giới rồi. Tức là ban đầu họ chỉ là công ty sản xuất thôi. Thế trong đến năm 2009 ấy, thì họ đã đạt được là chứng nhận doanh nghiệp đầu tư mạo hiểm. Đấy, đầu tư mạo hiểm nó không phải là làm liều nhé. Đầu tư mạo hiểm tức là họ dám tạo ra một cái gì đó mới, tạo ra một cái gì đó mới và quyết định làm nó. Thì cũng giống như là ông Phạm Nhật Vượng ấy, ông quyết định tạo ra làm ra ô tô mà từ trước này Việt Nam chưa ra làm. Thì ông này cũng vậy, như vậy ông ấy sản xuất ra một cái loại dầu gội, một cái loại thực phẩm, một cái loại mỹ phẩm mà từ trước nay cái chưa ai dám dùng cái nguyên liệu đó, chưa ai dám dùng cái cách đó, thì đó là chứng nhận mạo hiểm. Rồi năm 2011 là đạt chứng nhận về doanh nghiệp xã hội. Doanh nghiệp xã hội là một cái doanh nghiệp rất là tốt, là một cái doanh nghiệp đã là có cái ảnh hưởng và có cái giúp ích cho xã hội, ví dụ như là bán giá rẻ này, có tính nhân văn cho xã hội, hay là có cải thiện được xã hội, rồi là
giải quyết được nhiều vấn đề của cuộc sống trong xã hội, thì đó là chứng nhận doanh nghiệp trong xã hội. Rồi tiếp theo là năm 2013 là chứng nhận doanh nghiệp đổi mới kinh doanh, tức là khi chúng ta tạo ra một công ty, chúng ta phải thay đổi cái cách kinh doanh của mình, kinh doanh của mình. Thì thật ra là có rất nhiều các công ty không thể thay đổi được cách kinh doanh, bởi vì nó bị cố định rồi. Đấy, có những hoặc là có những công ty họ không thể phá vỡ được các nền tảng ban đầu để thay đổi cái cách kinh doanh mới, nên là bao nhiêu năm nó vẫn bị lỗi thời. Thì năm 2013 đã đạt được cái này. Rồi tiếp theo là năm 2014 là được đánh giá là doanh nghiệp uy tín hạng A. Đấy, kỹ thuật uy tín hạng A là hạng cao nhất rồi, uy tín là hạng cao nhất. Tiếp theo là năm 2015 là chứng nhận B Corp. Thì chúng ta sẽ tra xem cái chứng nhận B Corp phải là cái gì nhá. Rồi, chứng nhận B Corp. Rồi, rồi chứng nhận B Corp là dành chứng nhận B Corp là chứng nhận tương lai cho doanh nghiệp xã hội. Đấy. B Corp là được quản lý bởi B Lab, một doanh nghiệp phi lợi nhuận toàn cầu, là chứng nhận cho các doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn cao nhất. Đấy, để cân bằng mục đích vì xã hội và vì lợi nhuận, cụ thể là các tiêu chuẩn bao gồm động tác lên môi trường xã hội, tính minh bạch công khai và trách nhiệm pháp lý. Chứng nhận dịch vụ tạo ra một cộng đồng nơi các doanh nghiệp là lợi nhuận vì xã hội, hướng đến những vấn đề được giải quyết triệt để bởi chính phủ hay các doanh nghiệp phi lợi nhuận, xoay quanh ba vấn đề chủ yếu đây. À, thì các bạn có thể nghiên cứu nhiều hơn về cái chứng nhận này, thì đây là công ty Zico đã đạt được. Thế chia sẻ với các bạn là cái ông lãnh đạo này, ông ấy vào Việt Nam, ông ấy có một cái tuyên bố với nhà nước Việt Nam là những lợi nhuận kinh doanh cái ngành nghề Zico này, lợi nhuận toàn bộ lợi nhuận kinh doanh từ Zico mà vào Việt Nam ấy, có được tại Việt Nam sẽ chuyển cho nhà nước Việt Nam để làm từ thiện chứ không mang về Hàn Quốc. Đấy, thì đây là thì nó rất phù hợp với cái chứng nhận B Corp này, ông đã tuyên bố như vậy. Và khi mà ông ấy xin cấp giấy phép để kinh doanh tại Việt Nam, ông xin 63 tỉnh thành thì đã xin được 61 tỉnh thành, xin 61 trên 63 tỉnh thành luôn, một phát xin 63 trên 61 luôn. À, các bạn biết là những Amway như là Herbalife hay là những cái công ty cả cái thậm chí là công ty tài chính, họ muốn xin giấy phép kinh doanh tại Việt Nam họ xin từ 10 tỉnh thành, xong rồi 15 tỉnh thành, xong 20 30 tỉnh thành, chứ không là xin một phát được 61 đến 63 tỉnh thành cả, chỉ có riêng công ty Zcook này thôi. Nên một điều rất đặc biệt, bởi vì Zcook với cái tính chất là nhân văn và vì xã hội, nên là ông này cũng đã tuyên bố rằng là mọi lợi nhuận kiếm được tại Việt Nam sẽ để ở Việt Nam làm từ thiện. Rồi, đấy là cái tuyên bố của ông ấy. Và tiếp theo là 2015 là đạt cái chứng nhận là Zcook là có tính hiệu suất toàn cầu. Tiếp theo là một cái chứng nhận 2016 là chứng nhận tiếp tục là đầu tư mạo hiểm đạt doanh thu 30 tỷ, tức là họ thay đổi cái cách cách đầu tư và họ đạt doanh thu khủng. Trước đây đã có cái chứng nhận này rồi nhá, nhưng mà bây giờ lại được lặp lại đó, còn lại và đạt một doanh thu khủng. Rồi, chứng nhận General Bio CGMV các bạn đã nghiên cứu ở đầu bài rồi, đó là đạt 2017. 2017 là Zcook đã đạt 48 tỷ doanh thu, nhưng mà tại Đài Loan và tại Hoa Kỳ đạt 48 tỷ doanh thu. 48 tỷ doanh thu này rất là khủng luôn. Rồi, tiếp theo là năm 2018 là chứng nhận Zcook toàn cầu và đạt General Bio GMV đạt 84 tỷ, đạt 84 tỷ doanh thu. Tức là doanh thu đang tăng lên rất là nhanh chóng mặt, đúng không? Thì các bạn biết là năm 2018 là những năm bắt đầu 2018 19 bắt đầu mới vào Việt Nam, Zcook mới vào Việt Nam. Thế đầu tiên là đã đi Hoa Kỳ và Đài Loan trước, đúng không? Bạn thấy như vậy thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây cụ thể hơn về cái doanh số của công ty. Thì năm 2015 đã đạt 900 triệu thôi, 900 triệu con số bình thường, doanh thu 900 triệu là khá bình thường, đúng không? Rồi, đến 2016, trong sau một năm công ty thay đổi chiến thuật, các bạn nhìn đây, chứng nhận B Corp sau một phát, đúng không? Sau chứng nhận B Corp này, sau chứng nhận B Corp thì công ty đã đạt 31 tỷ, các bạn thấy chưa? 31 tỷ về doanh số. Sau đến năm 2017, thì chúng ta đã có Zcook rồi, đúng không? Đấy, năm 2015 là trước năm 2015 họ vẫn là General Bio, họ chưa thành lập Zcook, họ vẫn là một công ty sản xuất hàng thôi, chưa phải trực tiếp bán hàng, họ sản xuất để cho người khác bán, họ nhờ công ty khác bán nhưng họ chưa bán hàng. Nhưng từ 2015 họ bắt đầu bán hàng, họ bắt đầu trở thành Zcook, họ bắt đầu bán hàng, thì họ thay đổi cái doanh số của họ. À, họ chưa bán hàng, họ mới chỉ sản xuất người khác bán, thì họ chỉ có 900 triệu thôi. Nhưng khi họ bắt đầu bán hàng,
thì là họ đạt 31 tỷ, đúng không? Và lúc đó là đạt chứng nhận B Corp. Rồi, các bạn sẽ thấy là 2017, tức là một năm sau đó, tăng tiếp lên thành 48 tỷ. Nhưng năm 2018, con số tăng lên gần gấp đôi, đúng không? Gần gấp đôi, tức là 84 tỷ. Tức là công ty có một cái sức phát triển cực kỳ khủng luôn. Còn thấy không? Rất kinh khủng luôn. Công ty vươn tầm xã hội. Rồi, đây là cái chứng nhận. Đây là cái chứng nhận đây. Chứng nhận là được dịch sang tiếng Hàn. Đây là chứng nhận. À, chứng nhận là một công ty liên doanh bán hàng đặc biệt. Đấy, giá cả là hợp lý này, từ nguyên liệu đến thành phẩm và dẫn đầu toàn cầu. Đấy, G-Cooper dẫn đầu toàn cầu. Chưa? Những người ghi G-Cooper là những người tham gia làm đối tác của G-Cooper, là những người đang dẫn đầu toàn cầu, họ rất giàu có, đúng không? Và là tập đoàn bán hàng theo phương pháp mới đầu tiên. Thì phương pháp mới chúng ta sẽ chốc cho anh nghiên cứu. Thì ta sẽ nhìn thấy cái xu thế mới nhất hiện nay. Đây, chúng ta sẽ nhìn thấy có cái này. Đó là xây dựng và quản lý hệ thống khách hàng, tính điểm BV nhiều lần. Chúng ta sẽ biết BV là một cái điểm, công ty nào cũng có cái BV này. Trả thưởng cho người kinh doanh mở rộng thị trường và dễ dàng phát triển nhanh chóng ra quốc tế. Bạn có khách hàng, nhà cung cấp sẽ đóng gói và giao hàng cho bạn. Kinh doanh online, tận dụng sức mạnh của internet và gửi đường link giới thiệu khách hàng, và gửi đường link giới thiệu khách hàng sẽ tự mua, còn bạn sẽ được tính điểm tích lũy. Đây là một cái xu thế hiện đại các bạn, một xu thế hiện đại dành cho cái lĩnh vực kinh doanh MLM theo lĩnh vực đa cấp này. Cái này nó áp dụng cái internet vào, các bạn sẽ thấy sẽ là giống như Lazada và Shopee, Sendo, Tiki, đúng không? Các bạn và công ty cũng sẽ nhận đơn hàng, công ty sẽ phải đóng gói, công ty sẽ giao hàng. Đó, bạn chỉ cần giới thiệu mà thôi. Công việc của bạn là giới thiệu, bạn không cần phải làm bất cứ một việc gì cả. Đó là kinh doanh online internet. Và khi các bạn giới thiệu người khác, nhưng mà công ty sẽ cho bạn một cái điểm tích lũy. Cho bao nhiêu thì chúng ta sẽ trông nữa, sẽ nghiên cứu. Tiếp theo là sẽ có chứng nhận về doanh nghiệp xã hội này. Ta xem cái chứng nhận này. Rồi chứng nhận B Corp này. Top giá trị xã hội toàn cầu, top 10 giá trị xã hội toàn cầu, hoạt động môi trường, điều kiện làm việc, cơ cấu hoạt động cộng đồng, cơ cấu doanh nghiệp. Rồi, đây là những cái điều tốt về công ty này. Tiếp theo ta sẽ có giấy chứng nhận trung tâm nghiên cứu doanh nghiệp xuất sắc, tức là mỗi một cái doanh nghiệp họ sản xuất, họ luôn có cái hệ thống nghiên cứu, họ những có giáo sư nghiên cứu, ví dụ như là họ sản xuất cái thực phẩm chức năng này, họ phải có người nghiên cứu thì đã đạt cái giấy chứng nhận là nhận xuất sắc GMP, được chỉ định là công ty gia đình của Viện Nghiên cứu Khoa học Sinh học và Công nghệ Sinh học của Hàn Quốc. Đấy, mang tính chất rất đất nước, hóa mỹ phẩm và kiểm soát chất lượng ưu việt, thực phẩm chức năng dành cho sức khỏe và kiểm soát chất lượng ưu việt. Đấy, đây là những cái chứng nhận. Tiếp theo là cái chứng nhận nữa, tiếp theo là chứng nhận gì đây, trung tâm nghiên cứu xuất sắc, được chỉ định là một công ty gia đình, Viện Nghiên cứu Khoa học Công nghệ và Công nghệ Sinh học Hàn Quốc. Đấy, đây là những cái chứng nhận. Mình không hiểu về tiếng Hàn không? Đây này, chỉ chọn 35 công ty từ hơn 40 viện nghiên cứu trực thuộc kinh doanh. 40.000 mà mình được lọt vào top 35 thì cũng là rất là điều tuyệt vời các bạn ạ. Hàn Quốc thúc đẩy tương lai của công nghệ sinh học bằng cách hỗ trợ với mọi quản lý. Phải nói là sức mạnh phát triển của Hàn Quốc rất là kinh khủng. Từ những năm 75 đúng không, từ năm kháng chiến Việt Nam và Hàn Quốc rồi những các nước lấy lại độc lập, nhưng mà Việt Nam ta không có cái viện nghiên cứu nào nó mang cái tính chất toàn cầu mà đã được nhiều cái chứng chỉ như là này. Việt Nam ta, chứng tỏ Việt Nam chúng ta có cái gì đó nó vẫn còn khá là chậm phát triển, khá là chậm phát triển, nên đa phần là những con người Việt Nam là làm kinh doanh rất là nhiều, chứ làm nghiên cứu và công nghệ thì khá là ít. Rồi, và có làm thì cũng không thể nào giỏi như nước ngoài, mà có giỏi thì lại sang nước ngoài làm. Không phải là họ không có, đâu có, người Việt Nam vẫn có nhưng mà sang nước ngoài làm, nên đa phần là những người ở lại là những người làm kinh doanh là chủ yếu. Rồi chúng ta sẽ nhìn thấy cái hình thức bán lẻ nhá. Đây, hình thức bán lẻ thì chúng ta sẽ thấy này, chúng ta sẽ biết là cửa hàng thì sẽ được bán online rồi, giống như Lazada, Sendor, nhưng mà cũng sẽ có những offline. Offline thì đây là một số các hình ảnh về cơ sở vật chất. Được phát triển hơn 200 cửa hàng. Đấy, 200 cửa hàng trên đất nước Hàn Quốc rồi. Rồi, đây là một số các sản phẩm được trưng bày đây. Thì sản phẩm này các bạn đăng ký làm thành viên thì các bạn sẽ được xem trên trang web
giống như Lazada và Shopee Sen Đỏ đấy. Nhưng cái Zcook này nó lại bắt các bạn phải đăng ký làm thành viên thì mới các bạn mới được xem hàng. Đấy, còn không đăng ký thành viên các bạn không được xem hàng nhé, không được xem hàng, không giống như là Lazada Sen Đỏ đâu. Đấy. Lazada Sen Đỏ thì các bạn cứ vào xem thoải mái, mua là thích và chọn mua thì mới đăng ký làm thành viên. Thế nhưng mà Zcook thì ngược lại, các bạn phải đăng ký làm thành viên thì các bạn mới được quyền mua, hay là thậm chí được quyền xem, mới được quyền xem. Thế nên cái công ty này là như vậy. Nhưng mà các bạn nhớ này, đăng ký làm thành viên không mất đồng nào nhé, không mất đồng nào. Đăng ký không mất đồng nào, nó gọi là cái mã số mà các bạn là khi các bạn mua thì các bạn được giảm giá 30% nhé, mua và giảm giá 30%. Rồi. Để tính điểm cho người giới thiệu cho bạn mà, nên các bạn được giảm giá, chứ không giống như Lazada, Shopee Sen Đỏ, các bạn không hề được giảm giá khi các bạn đăng ký làm thành viên, không hề được giảm giá khi nào thành viên nhé, chỉ Zcook mới được giảm giá khi nào thành viên thôi. Và làm thành viên thì các bạn nhớ là làm thành viên không mất phí nhé. Và chúng ta sẽ thấy một cái thành tích rất là tuyệt vời mà công ty này đạt được. Công ty Zcook, sản phẩm công ty Zcook đã được đưa vào sách để dạy ở trường trung học phổ thông. À, đã đưa vào sách để dạy trường học phổ thông, thì đấy các bạn phải nên là cái công ty này rất ảnh hưởng trên Hàn Quốc rồi. Hệ thống hỗ trợ giáo dục do doanh nghiệp chính thức thực hiện thì cái khuôn viên Hàn Quốc, Mỹ, Đài Loan, Nhật, đây là tức là cái công ty đã phát triển trên những đất nước là Hàn Quốc, Mỹ, Đài Loan và Nhật Bản, tức là những cái thị trường khó tính công ty đã tham gia vào rồi, và có cái hệ thống là hỗ trợ giáo dục cho doanh nghiệp, do doanh nghiệp chính thức thực hiện. Tức là khi các bạn tham gia MLM thì các bạn sẽ phải được hỗ trợ, được huấn luyện bởi những người trên bạn, đi trước bạn, như mình đang chia sẻ với các bạn như này. Thì đó là cái hệ thống khuôn viên. Hệ thống khuôn viên có thể là một cái nơi rất là đẹp, một cái trường học, có thể là một cái phòng gym, cũng có thể là một cái công viên hay một cái cửa hàng, tùy tùy, nhưng mà nó là rất nhiều cách thực hiện giáo dục, hỗ trợ giáo dục cho thành viên. Rồi tiếp theo là hệ thống một cửa. Công ty Zcook là công ty hệ thống một cửa. Các bạn biết là một cửa là gì? Tức là các bạn đi vào cửa nào và đi ra thì sẽ là cửa đấy. Thì công ty ngày trước đây là General Bio. General Bio thì họ chỉ sản xuất thôi, họ không bán hàng. Nhưng bây giờ họ thành lập Zcook, thì General Bio là GB sẽ sản xuất và Zcook bán luôn. Tức là công ty Zcook sẽ hoàn toàn từ khâu sản xuất, phân phối các thứ đều là do một Zcook làm mà thôi, không hề liên quan đến công ty khác, không phải là thứ hai. Tức là các bạn không không bị mất công ty trung gian, nên là cái giá thành sẽ rất là tốt, sẽ bị giảm xuống. Đấy, tức là từ khâu nguyên liệu vào, công nghệ vào và qua công ty và sẽ đi trực tiếp khách hàng luôn, không đi qua cổng nào. Nói vậy cho ngắn gọn. Thì ở đây có rất nhiều chữ nhưng mà mình không muốn đọc. Đấy, nguyên liệu thiên nhiên này, nguyên liệu chức năng, nguyên liệu mới này, rồi sản phẩm chức năng thân thiện môi trường này, là cái gì? Viện nghiên cứu của chính phủ, cái gì đây, hỗ trợ kinh doanh, rất là nhiều thứ. Đấy, phát triển điện toán riêng, rồi là từ đây là cái cách làm của Zcook, là họ làm trực tiếp, nói ngắn gọn như vậy. Rồi chúng ta sẽ chia sẻ một chút về sản phẩm của công ty Zcook nhé. Phần thứ nhất là sẽ về tính năng của sản phẩm, tức là sản phẩm nó có tính năng gì. Tính năng thứ nhất là có cái năng lực cạnh tranh và công nghệ cao. Đây thì chắc bạn phải biết là các bạn phải tốt hơn người ta thì các bạn mới được lựa chọn, công nghệ các bạn phải giỏi hơn người ta thì các bạn mới được để mắt tới, đúng không? Thì đấy là cái năng lực cạnh tranh, công nghệ rất tốt. Cái hình ảnh đây, cái là cái công nghệ rất là tốt, các bạn đã biết là được chứng nhận rồi, đúng không? Nó đã có tính chất cạnh tranh rồi. Thứ hai là đây, thành phần là cạnh tranh. Thành phần tại sao là cạnh tranh, là nguyên liệu tự nhiên sạch nhất, rồi nguyên liệu thân thiện với môi trường nhất, và là nguyên liệu chất lượng tốt nhất. Đấy, thì là rất là tốt. Rồi giá cả thì cũng cạnh tranh luôn, giá cả là đảm bảo khả năng cạnh tranh về giá, nguồn nguyên liệu các nghiên cứu bằng sáng chế này. Công ty Zcook này bán cái sản phẩm của Hàn Quốc vào Việt Nam bán cái giá tương đối Việt Nam chỉ đắt hơn. Ví dụ như là các bạn mua một cái bàn chải đánh răng của Zcook cũng chỉ mua với giá thành viên ấy, cũng chỉ hơn 20.000, 22.000 hay sao đấy. Tức là cũng chỉ bằng một cái bàn chải của Việt Nam sản xuất ra thôi, đắt hơn một tí, đúng không? Đắt hơn một tí. Việt Nam có thể sản xuất được cái bàn chải đánh răng 10 15.000, nhưng Hàn Quốc mà họ mang sang đây họ bán mà chất lượng rất tuyệt vời luôn. Các bạn sẽ thấy chất lượng chống mốc, chống ẩm, được mạ một lớp carbon, rồi là mạ một lớp tẩy khuẩn, rồi các thứ rất là chất lượng, nhưng cũng chỉ bán 20 mấy nghìn thôi.
Rồi công ty này đã sản xuất tại hiện tại là bao gồm 180 sản phẩm, quá đa dạng không? 180 sản phẩm và thực tế là bán khoảng 300 dòng sản phẩm. Họ nghiên cứu và bán khoảng 300 mặt hàng sản phẩm. Hiện tại là bán ở tại Việt Nam là hơn 100 sản phẩm rồi. Tiếp theo là mỹ phẩm của dược phẩm Hàn Quốc đang dẫn đầu thế giới, đúng không? Chúng ta đã biết rồi, mỹ phẩm Hàn Quốc là quá tuyệt vời rồi. Đó. Tiếp theo là sẽ giới thiệu một đoạn một chút về cái sản phẩm tuyệt vời của Zikook, đó là sản phẩm Kesala. Kesala là bảo vệ tế bào hiệu quả sau một lần sử dụng. Thì đây là cái hộp, hình hài cái hộp. Thì cái tính năng của cái này nó là tái sinh, loại bỏ các nốt sừng. Đấy thì nếu như mặt bạn nào ấy mà bị rỗ, sẹo ấy đấy, thì các bạn nên dùng cái sản phẩm này, sản phẩm Venus Peel này. Đó. Các bạn không phải đi lăn kim, các bạn không phải đi lăn kim, không phải đi đi đi, đi gọi là đi trị sẹo ấy. Các thấy sản phẩm này sẽ giúp đỡ các bạn rất tốt đấy. Sản phẩm nó gọi là sản phẩm tái tạo làn da, phục hồi làn da đấy, rất khủng luôn. Tiếp theo là một cái sản phẩm chống lão hóa. Đây là sản phẩm nâng cơ chống lão hóa. Khi mà các bạn biết là già rồi đấy, sẽ chảy xệ này, chảy xệ nhăn nhau này. Nhưng mà cái này đây nó sẽ làm phẳng lì luôn, căng bóng làn da. Đây là một cái sản phẩm tuyệt vời. Mình cũng đang dùng sản phẩm này, mình cũng đang dùng sản phẩm này. Các bạn sẽ nói là ông này ông còn già đâu mà ông dùng sản phẩm này, nhưng thực ra thì chúng ta nên dùng. Mặt chúng ta sẽ bị sệ đấy, sau 25 tuổi chúng ta sẽ bị sệ. Đây các bạn nhé, mình đang dùng sản phẩm này. Sản phẩm này dùng xong bạn sẽ thấy cái da bạn căng hơn rất là nhiều, sẽ trẻ hơn. Các bạn sẽ cảm thấy mà cái má này nó không chảy xuống nữa, mà má này mà các bạn nào béo béo nó chảy xuống như chó mặt sệ, kinh lắm. Tiếp theo là một cái sản phẩm nữa, một sản phẩm bộ 5 bước sử dụng. Bộ 5 bước sử dụng này là mình đã có chia sẻ trong một cái video, đó là mình đã mua cái một sản phẩm rồi. Dưỡng da, cái da mình độ ẩm tốt hơn rất là nhiều, mụn bớt hơn rất là nhiều khi sử dụng cái bộ 5 bước này. Tiếp theo là những sản phẩm khác. Sản phẩm ở đây có sản phẩm là tẩy tế bào chết. Đây là chiết xuất từ quýt dầu dưỡng ẩm, rồi kem dưỡng da tay chuyên dụng. Ở đây là một cái sản phẩm từ người lớn và trẻ em đều dùng được, đó là một cái sản phẩm bảo vệ da dưỡng ẩm này. Đây là một cái chất kem mềm hàm chứa hàm lượng. Đây là một cái thì chúng ta chắc là phải người giàu giàu một tí mới dùng được. Thực ra thì nó cũng không bao nhiêu tiền, nó này có mấy trăm, mà có mấy trăm nhưng mà dùng nó khá là tốn bởi vì toàn thân mà. Còn đây là một cái loại kem dưỡng trắng da, mình thì không thích. Không, dưỡng da không phải dưỡng trắng da. Thực ra thì mình cũng là một người còn trẻ, mình không dưỡng da lắm. Còn tẩy tế bào chết này có khả năng hôm nào mình sẽ phải mua, bởi vì là mình muốn lột tẩy tế bào chết và mua vi kim. Còn mua cái bộ vi kim này, Venus Peel này, thì không phải đi lăn kim, mặt mình cũng khá là rỗ. Rồi tiếp theo giới thiệu bạn một số sản phẩm khác, đó là sản phẩm đây, Kesela đây, tẩy trang. Bạn nữ thì quá quen với các tẩy tẩy trang rồi, nhưng bạn hãy xem nhé, tẩy trang thường thử cái này đi, nếu các bạn nào muốn ủng hộ mình đi nhá, đăng ký thành viên qua sự giới thiệu của Lộc. Đấy, Lộc sẽ giúp các bạn đăng ký và các bạn mua mua ấy đi, mua thử dùng thử đi. Đây là mình không muốn quảng cáo nhiều, mình không thích quảng cáo về sản phẩm lắm, bởi mình không có cái tài quảng cáo về sản phẩm lắm. Thì các bạn có thể đọc ở đây, các bạn cứ dùng, các bạn sẽ thấy thích, các bạn sẽ tuyệt vời, các bạn sẽ cảm ơn mình mà thôi nha. Sữa rửa mặt axit yếu rồi, chăm sóc da hiệu quả 6 trong 1 rồi. Đây là những cái rất tuyệt vời, xử lý tế bào chết vượt trội, cảm giác ẩm mềm mịn cho làn da sáng trắng và cho làn da đầy sinh khí. Hàn Quốc họ làm đẹp rất nhiều đúng không? Việt Nam chúng ta là cứ rất coi thường việc làm đẹp. Tiếp theo là kem chống nắng này, sữa dưỡng nâng tông màu da, bổ sung độ ẩm, nâng tông màu da. Rồi, lan tỏa sự trắng hồng rạng rỡ. Đây là một cái kem dưỡng da, một cái kem 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 làm trắng da, trắng hồng luôn. Rồi, kem chống nắng khỏi đấy nha. Những bạn nữ và những ai mà chăm sóc da làm đẹp nhiều thì các bạn nên lưu tâm nhé. Lưu tâm sản phẩm Zikup rất là tuyệt vời luôn, quá tuyệt vời rồi, đạt quá nhiều chứng nhận và
những người dùng thử đều cảm thấy tuyệt vời hết. Tiếp theo là những sản phẩm tiếp nữa, sản phẩm phục hồi, rồi sản phẩm dành cho da khô nứt nẻ, xịt khoáng, không thiếu một cái sản phẩm gì các bạn. Đấy, các bạn muốn tìm hiểu về sản phẩm công ty này thì các bạn liên kết với mình nhé, ủng hộ mình nhé. Rồi kem dưỡng da cho nam nhé. Người nam mình mà dưỡng da nhiều rồi lại chăm sóc sắc đẹp nhiều, khéo người ta tưởng người ta bỏ ướt là ông này bị BD, nhưng chúng ta không BD nhé. Hàn Quốc họ làm rất là nhiều nên là da Hàn Quốc rất đẹp, nó lấy hết gái Việt Nam đi sang đấy rồi. Bây giờ là những người con trai Việt Nam đang bị ế đây nha. Ế khá là nhiều, người ta đang thống kê là hiện tại là có 30.000 đàn ông Việt Nam không biết lấy vợ ở đâu ấy nha. Bởi vì là không chịu chăm sóc sắc đẹp. Tiếp theo là nước che phủ, nước phấn phấn phủ phấn phủ, và những người nào hay make up thì quá quen với phấn phủ rồi. Rồi chúng ta sẽ đến với các sản phẩm khác. Đây là phần hộ sản phẩm này, kem làm nóng. Và kem này thì có khả năng rất ít chúng ta dùng nhưng mà nó cũng là một cái sản phẩm hay. Mình không hiểu về loại kem này lắm, đã là chứng nhận của Đức này. Thì nếu như bạn nào mà muốn thì có thể nghiên cứu qua cái sản phẩm này. Mình không hiểu nó bởi vì các bạn cứ đăng ký thành viên thì các bạn xem thì các bạn cảm thấy thích các bạn mua. Tiếp theo là kem chuyên dụng với chức năng dành cho vùng ngực của chị em phụ nữ, có vẻ như vậy còn mình sẽ không nói qua đúng không? Mình không hiểu về lắm, nếu mà là các bạn nữ sẽ hiểu hơn. Dầu dưỡng tóc, đấy, những người mà yêu tóc, phục hồi tóc, rồi là thích mọc tóc thì đã có. Đây là các sản phẩm về thực phẩm chức năng này, thực phẩm chức năng nhé. Có rất nhiều thực phẩm chức năng bổ sung canxi, yếu thận thông tiểu, rồi là bảo vệ chức năng đường ruột, rồi là omega 3. Rất là nhiều luôn nhé, các bạn có thể nghiên cứu khi bạn đăng ký thành viên. Rồi đây các loại dầu gội shampoo thì mình đã mua cái này rồi, và sữa tắm toàn thân giảm căng da. Thực ra thì cái sữa tắm này thì những người giàu một tí họ sẽ hay dùng, đặc biệt là những ca sĩ nghệ sĩ diễn viên họ sẽ hay dùng cái sữa tắm này vì họ hay đi quay nhiều và họ phải muốn đẹp, ca sĩ nghệ sĩ hoa hậu được. Tiếp theo là các sản phẩm khác, đây sản phẩm quá nhiều luôn, nội dễ sẻ 180 sản phẩm có do công ty sản xuất và 300 sản phẩm được liên kết kinh doanh thì quá nhiều đó, chia sẻ các bạn thì nó là quá nhiều. Dầu xả này, dưỡng chất này, tính chất đặc biệt chuyên dụng rất nhiều luôn. Tiếp theo là các loại dầu gội khác này đó. Tiếp theo nữa đi, nhiều quá các bạn. Đây là các sản phẩm dành cho baby nhé, dành cho trẻ em, trẻ sơ sinh, trẻ em, rồi là sản phẩm cho cả gia đình, dưỡng môi, dưỡng ẩm môi, chết rồi, môi mình đang bị nứt này, có khả năng mình sẽ mua cái này nữa. Tiếp theo là bột giặt, nước xả vải, chất tẩy nhà bếp và xà phòng dạng lỏng. Rồi sẽ có rất nhiều thứ các bạn phải lưu ý nên mua đây, và chắc chắn là cái giá của nó độc thoại các bạn này, còn rẻ đấy, rất là rẻ. Mình nói rẻ hơn của Amway và chắc chắn là rẻ gần ngang bằng, mình nói bạn gần ngang bằng sản phẩm của Việt Nam, gần ngang bằng, hơn một tí, nhỉnh hơn một vài chục không? Rồi các bạn sẽ thấy thì cũng rất thân thiện với xã hội, nó là doanh nghiệp của xã hội, không lãi nhiều đâu. Đó, các bạn sẽ thấy là đây là những cái nước xả vải bột giặt này, không bao giờ là dạng bột, là dạng lỏng hết, không bao giờ có cặn. Và chắc chắn này, mình không muốn giới thiệu nhiều đâu, các bạn cảm thấy thích công ty Zikup và các bạn muốn ủng hộ Lộc thì các bạn hãy đăng ký thành viên và ủng hộ Lộc một sản phẩm nhé. Và cái cơ hội kinh doanh đó, trong cái video sau mình sẽ chia sẻ cái cơ hội kinh doanh đó. Video này có lẽ là dài rồi, nhưng các bạn có đủ kiên trì thì mình sẽ làm cái video tổng hợp nhé. Dài cơ hội kinh doanh với Zikup. Rồi tiếp theo là các hàng da rộng, đây là băng vệ sinh phụ nữ nhỉ? Vệ sinh phụ nữ các bạn đã quen dùng Kotex hay là Diana rồi, các bạn có thể thử dùng một lần Zikup xem. Rồi chương trình nhé, chương trình ưu đãi dành cho thành viên, nếu như các bạn muốn kết hợp với công ty này để kinh doanh thì có thể là mình sẽ dừng cái video ở đây, thì mình sẽ làm một cái video tiếp theo nhé, video tiếp theo và mình ghép vào, nếu như bạn nào cảm thấy không đủ mệt thì các bạn có thể xem tiếp video tiếp theo, còn nếu các bạn cảm thấy mệt rồi các bạn có thể dừng lại nhé, dừng lại. Vì cái này cũng là một cái chương khá là dài. Nếu các bạn cảm thấy là mình cũng còn sức để chịu được và sức để thu thập thêm thông tin vào não thì chúng ta sẽ tiếp tục làm tiếp. Rồi ok nhé.
Rồi, xin chào các bạn nhé. Đây là cái phần 3 trong cái video chia sẻ về Zikup. Thì lần này video này thì lần trước mình đã chia sẻ chủ yếu là tập trung về công ty và sản phẩm công ty rồi. Lần này sẽ chia sẻ về cái chương trình ưu đãi của công ty dành cho chúng ta nếu như chúng ta quyết định là người tham gia kinh doanh với Zikup, không phải là người mua hàng đơn thuần nữa mà sẽ là người kinh doanh với Zikup, thì sẽ có những điều tốt sau đây. Là chương trình ưu đãi là toàn cầu. Và lời hứa thứ nhất là số tiền ưu đãi tối đa theo luật. Luật là gì? Luật là khi công ty nào họ làm việc thì họ đều phải có cái chế tài của nhà nước kiểm soát họ, đúng không? Công ty nào không tốt là nhà nước sẽ phạt, đúng không? Và nó sẽ không cho kinh doanh. Thế cho nên là cái số tiền ưu đãi này họ phải được, đúng không? Tuân thủ cái tỷ lệ của nhà nước đó. Họ đăng ký kinh doanh với nhà nước như nào họ phải áp dụng cho những thành viên đối tượng liên kết và đối tượng đối tác của công ty như thế. Rồi tham gia kinh doanh là phải hỗ trợ nhau và nền tảng là gì? Cân bằng hay công bằng? Công bằng. Rồi thì mục tiêu là một máy chủ và đi ra toàn cầu. Mục tiêu này là toàn cầu hóa lĩnh vực kinh doanh, vận hành hệ thống một cách thích hợp và triết lý của công ty, sứ mệnh thế giới là toàn cầu văn hóa công nghệ của Zikup, cam kết phát triển cộng đồng ở mỗi quốc gia. Toàn cầu nha, các bạn nhớ là tính chất của Zikup toàn cầu. Mục tiêu là một máy chủ vươn ra toàn cầu, hợp tác hệ thống theo một cái chương trình tiến triển rất là phát triển. Tiếp theo là chương trình ưu đãi này, ta sẽ nghiên cứu đầy đủ. Có thể là các bạn sẽ xem được những cái chương trình này của những người khác, thì các bạn cũng có thể xem phổ lọc nha. Thì chúng ta sẽ nghiên cứu hiểu một số thuật ngữ mà công ty đặt ra thì trả thưởng cho anh em tham gia, cho bà con tham gia nhé. Thứ nhất là về các thuật ngữ BV, ta đã được biết qua cái đầu. BV thực ra là một cái điểm mà người ta thì gọi là BV, công ty đa cấp nào cũng gọi như vậy, cái BV nha. Giá trị điểm cho phần thưởng được xếp hạng thì ở đây sẽ tính một BV bằng một USD, tức là một BV bằng một đô la Mỹ. Thế tại sao không biết là USD luôn đi? Nếu mà ta viết USD thì nó sẽ mang tính chất Mỹ quá nhá. BV thì nó mang cái tính chất riêng của công ty, bị quy đổi thành BV nó sẽ dễ như vậy. Ta cứ hiểu một BV là bằng một USD nhá. Rồi, thành viên tiêu dùng là tư cách thành viên tiêu dùng thì chỉ là để mua sản phẩm thôi, đúng không? Có rất nhiều họ không kinh doanh. Tôi biết đến công ty, tôi thấy sản phẩm công ty tốt thì tôi dùng thôi, tôi không kinh doanh. Thế nhưng mà người nào kinh doanh thì sẽ là gọi là thành viên nhé. Thành viên kinh doanh thì sẽ được nhận tiền hoa hồng và được mua các sản phẩm. Thì các bạn đăng ký làm thành viên tiêu dùng ấy, nếu như các bạn mua của mình thì mình sẽ bán cho các bạn với giá là 120.000 một cái hộp kem đánh răng, một cái bàn chải đánh răng mình sẽ bán 120.000, nhưng thực tế mình lấy của công ty chỉ 90.000 thôi, được giảm 30.000. Tức là một cái sản phẩm ấy thì họ sẽ giảm từ 25-30% dành cho thành viên, bởi vì các bạn mua sản phẩm qua công ty ấy, và qua sự giới thiệu của mình, qua cái mã giới thiệu của mình ấy, thì mình đã được tính điểm rồi, mình đã được tích điểm rồi, mình được tích điểm và cái điểm đấy cũng là một cái công ty trả lương cho mình rồi, trả lại hoa hồng cho mình rồi, thì gọi là hoa hồng. Đúng rồi, thì cái điểm thưởng, cái tiền thưởng của mình sẽ được tích lũy, nên là mình cũng mong là các bạn nào chưa biết Zikup thì các bạn sẽ ủng hộ cho cái mã của mình một chút nha. Mình kêu gọi các bạn với ước mong là các bạn sẽ ủng hộ mình như một lời cảm ơn. Thành viên sẽ được nhận tiền thưởng bằng cách là áp dụng kế hoạch mua và ưu đãi sản phẩm. Thì thực ra đấy, nói cái này thì nó khó hiểu, là các bạn mua cái sản phẩm này thì các bạn dùng không hết và bán cho người khác thì các bạn được lãi, thế thôi nha. Rồi cái tiền hoa hồng thứ hai là các bạn sẽ được trả cái tiền giới thiệu. Ví dụ như là một cái người A này được bạn giới thiệu vào Zikup và người đó mua một cái món hàng nào đó, thì các bạn sẽ được hưởng một cái khoản hoa hồng, gọi là hoa hồng giới thiệu. Và không phải hưởng một lần nhé, hưởng rất nhiều lần. Cứ lần nào họ mua là các bạn được hưởng hoa hồng, và trong khi đó là được cả điểm tích điểm nữa nhé. Rồi thành viên hỗ trợ thứ cấp, hỗ trợ tức là khi mà cái người nào mà người ta vào công ty, người ta muốn kinh doanh, các bạn giúp đỡ họ, họ kinh doanh có thành tích thì các bạn cũng sẽ có thành tích nhé, có thành tích đã giúp đỡ cho người ta.
Rồi, đặt hàng tự động và mua trả giao hàng tự động hết, tức là khi các bạn giới thiệu người ta mua hàng, giới thiệu người ta đến với công ty, các bạn không phải là mua hàng của người ta, các bạn không phải đóng gói, không phải các bạn chỉ là mất công giới thiệu thôi nha. Họ tự làm việc công ty vì các bạn không có gì để bán cả mà công ty mới bán hàng. Thành viên tiêu dùng là tham gia nha, tham gia mua hàng, đó là điều rất bình thường. Tiếp theo là phần thưởng còn lại của nhóm là phần thưởng tối thiểu. Là ở đây là cái này thì mình sẽ gọi là chia sẻ các bạn sâu hơn ở cái mục bên dưới. Ở đây là cái yêu cầu của công ty với những người kinh doanh lâu năm. Rồi ở đây sẽ nhìn thấy năm loại thành viên cơ bản. Thế là beginner, member, GBO, one star, two star. Beginner là người đăng ký làm thành viên, không mất đồng nào, họ chỉ vào để xem sản phẩm họ có phù hợp với mình thì họ mua hay không. Thì đây là một cái beginner, là người mới bắt đầu, họ mới được giới thiệu đến vào công ty, họ đăng ký làm thành viên nhưng họ chưa mua sản phẩm, chưa làm cái gì, họ không phải làm gì công ty, họ chỉ vào để xem sản phẩm thôi, đăng ký thành viên để lấy mã để xem sản phẩm thôi. Đấy, họ mua hay không mua hay không làm gì đến việc họ, nên là không có BB thì gọi là beginner, là người mới bắt đầu. Member là thành viên chính thức, người này là người mua một cái đơn hàng nhỏ hơn 20 BB, tức là nhỏ hơn 1 BB thì bằng 1 đô la nhỉ, 1 BB 1 đô la đúng không? Đấy, còn là tức là một cái đơn hàng nhỏ hơn 20 đô la, một đơn hàng nhỏ hơn 20 đô la thì không biết là mua cái gì, tùy cả cái bạn mua cái bản trải đánh răng hay một cái gì đó rất là ít tiền được, nhưng mà các bạn đã là mua thì các bạn sẽ trở thành thành viên. Cái này là không thể thành viên nhé, cái okay, 1 BB là thành viên. Rồi tiếp theo là CBO là thành viên có hiệu suất 4 tuần gần nhất, tức là cái thành viên này là người đã mua hơn 20 BB, hơn 20 BB nhé, và cái này được tích lũy để trở nên 2 star. Còn cái BB mà các bạn mua đấy nó không mất đi, mà khi bạn mua nó sẽ ở đó mãi mãi, nó sẽ tăng lên 500, 1000 nếu các bạn cứ thích sản phẩm của bạn dùng năm này có các khác. Thì cái này là thành viên 1 star, 1 sao. Đấy. Thì đây là tích lũy trở lên. Tiếp theo là 2 star, tích lũy trở lên. 2 star, mua càng nhiều thì cái điểm tích lũy càng nhiều, thì BB nó tính theo điểm mua. Gọi là tôi mua. Đấy. Nó giống như là các bạn đi mua ở VinMart hay là mua ở những cái siêu thị nào đấy. Những cái cửa hàng, những cái công ty đó họ cho bạn cái thẻ. Thì khi bạn mua bạn tích điểm vào cái thẻ đó. Lần sau các bạn mua cái sản phẩm một cái mặt hàng nào khác tại cái cửa hàng tại công ty đó thì nó sẽ giảm giá đi, bởi vì trước đây bạn đã mua rồi, thì cái này nó cũng giống như vậy. Cái điểm BB này cũng giống như vậy, nó tính và nó giảm giá đi và thưởng rồi hoa hồng các thứ nó chia cho bạn qua cái BB này. Tiếp theo là các loại trả thưởng này. Ở đây chúng ta sẽ thấy là giá tiêu dùng trừ giá thành viên, thành doanh số bán hàng. Đấy. Tiền thưởng này, doanh thu bán hàng, sale bonus. Thì cái này nó là như thế này. Cái này nó là khi các bạn mua một cái sản phẩm nào đó thì các bạn đều mua bằng giá thành viên. Ví dụ như cái này nó 200.000 chẳng hạn, nhưng bạn mua giá thành viên nó chỉ có 100 mấy thôi. Thế và khi các bạn bán ra với giá 200.000 thì các bạn được lại, đúng không? Thì gọi là doanh thu bán hàng. Thì cái này nó rơi khoảng 30% một sản phẩm. Lãi của nó là 30%. Ai cũng được cái này, ai cũng được hết nhé. Rồi tiếp theo sẽ nghiên cứu cái thứ hai, tiền thưởng giới thiệu. Thì mình đã nói rồi, khi bạn giới thiệu một thành viên vào với công ty mà họ mua cái gì đó thì bạn sẽ được 10%. Ví dụ như họ mua một đơn hàng 1 triệu, bạn được 100.000 của công ty sẽ chia hồng cho bạn, cảm ơn bạn đã giới thiệu cho công ty. Và cái này nó giống như vậy thôi, nó giống như bạn mua một cái, nó giống như là các bạn dẫn một cái người nào đó đi vào một cái siêu thị của Vin hay một siêu thị nào đó mua hàng. Thế nhưng mà cái người bạn ấy mà bạn dẫn vào đấy mua tại cửa hàng đó thì cái cửa hàng đó họ không hề chia hoa hồng cho bạn, không hề cảm ơn bạn một cái gì cả, một đồng nào cả. Thế nhưng mà đến với Zcook thì bạn sẽ được cảm ơn là 10%, đúng không? Cảm ơn 10%, bởi vì Zcook không hề có cửa hàng bán hàng của công ty, chỉ bán online thôi, nhá. Thì đây là cảm ơn cho người giới thiệu là 10%. Người nào mà người ta mua trên 1.000 BB ấy, mua một cái đơn hàng rất nhiều tiền thì bạn sẽ được 20% nhé. Nhưng mà thường thì ít khách hàng mua đơn hàng đắt như vậy, họ chỉ mua dưới thôi. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái loại
hoa hồng hoặc là tiền thưởng khác mà công ty dành cho chúng ta. Chúng ta đã nghiên cứu rồi, thứ nhất là được hoa hồng bán hàng trực tiếp được 3%, lấy rẻ bán đắt 3%. Rồi hoa hồng thứ hai đó là lời cảm ơn khi bạn giới thiệu người khác mua hàng cho công ty là 10%. Rồi hoa hồng thứ ba là một loại hoa hồng là mang tính chất đa cấp. Nó mang tính chất đa cấp đó là tiền thưởng hỗ trợ, nó gọi là team bonus. Team bonus là gì? Đó là một cái khi mà các bạn giới thiệu cho hai người vào công ty thì nó sẽ có bên trái và bên phải, con nhìn thấy hai cái màu đỏ này, bên trái bên phải, thì là khi này là các bạn sẽ được hưởng cái tiền thưởng giống như một người làm lĩnh vực MLM, là làm lĩnh vực đa cấp. Đó là giả sử như các bạn giới thiệu là hai người, một người các bạn đặt bên trái, một người các bạn đặt bên phải, thì cái bên trái này là luôn luôn có những người họ đã làm trước rồi, làm trước, họ giới thiệu những người trước, nó sẽ cứ chảy xuống đây, nó sẽ chảy đây, vì đây là sơ đồ nhị phân, sơ đồ hai chân, nó không chảy đâu được, nó không lan tỏa ra xung quanh như sơ đồ mặt trời là tỏa ra mọi nơi, nhưng mà cái sơ đồ nhị phân nó chỉ rơi xuống chân thôi, kiểu gì rơi xuống chân, nhưng mà nó chỉ rơi vào phía chân bên trái thôi, nó không là rơi xuống bên phải. Bên phải là các bạn phải phải giới thiệu trực tiếp, các bạn là người giới thiệu trực tiếp, còn cái bên trái là của hàng những người khác. Đấy. Nhưng mà khi các bạn được thưởng ấy, thì sẽ là được thưởng do sự so sánh. Sự so sánh đó là gì? Đó là cái bên trái này lúc nào nó sẽ nhiều hơn, thường là sẽ thế. Thế nhưng mà nên là các bạn sẽ được hưởng cái phần bên nhỏ này, tức là phần các bạn làm ra. Tức là bên trái các bạn không nhận, bởi vì cái này là các bạn có làm ra đâu. Đó, người khác người ta làm trước, người ta vứt vào bên trái và chỉ vứt được bên trái, nó không vứt được bên phải. Nhưng mà các bạn giới thiệu được cái người khác thì bạn sẽ được quyền vứt bên phải. Và đây là cái hoa hồng này nó sẽ tính vào đây, tức là tính vào nhóm, team là nhóm. Thì khi các bạn giới thiệu được cái nhóm làm việc ở bên phía bên phải này rồi ấy, những người các bạn giới thiệu và các bạn đặt vào bên phải này, họ ở cái mã của bạn và ở bên phải của bạn ấy, thì khi họ mua hàng ấy được bao nhiêu thì họ nó sẽ tính bằng cái BV này. Tất nhiên là các bạn đã được được cái giới thiệu tiền thưởng giới thiệu, tất nhiên là các bạn được cái tiền thưởng giới thiệu này, cái tiền thưởng giới thiệu này các bạn vẫn được nhé, nhưng mà các bạn được thêm một cái tiền thưởng, tiền hoa hồng nữa, đó là cái nhóm các bạn xây dựng ra này được bao nhiêu điểm, được bao nhiêu điểm thì các bạn sẽ được 12%, 12%. Ví dụ là được 2.000 điểm, tức là 2.000 đô la đúng không, thì các bạn được 12% là 240 đô la, ví dụ như vậy. Đấy là có một cái tiền thưởng, có cái tiền thưởng nhóm, tiền thưởng nhóm làm việc, vì bạn phải giúp đỡ người ta đến với công ty rồi xây dựng nhóm rồi xây dựng hệ thống, mà cái này nó là như vậy, MLM là xây dựng hệ thống đó. Thì được thưởng phần trăm hệ thống. Rồi tuần thứ hai các bạn sẽ được thưởng phần trăm hệ thống, thì bạn sẽ thấy là cái tuần thứ hai này nó sẽ được tính như lần thứ nhất vẫn là 12%, đấy, nhưng mà các bạn sẽ thấy là cái lần các bạn sẽ thấy là đây này, 1.000 điểm này là 1.000 điểm tích lũy và nó sẽ được cộng vào đây, tức là 1.000 điểm này, 1.000 điểm này không mất đi. Ở đây các bạn thấy này, bên này là 3.000, bên này 2.000 đúng không? Tuần thứ nhất là bên này 3.000, bên này 2.000, thì các bạn còn dư 1.000 điểm của cái chân bên trái. Còn cái chân bên phải này, còn chân bên phải nó sẽ bị vất đi, cân cân bằng nhau, nó sẽ bị mất đi đúng không? Thì chỉ có bên trái nào thừa thôi, thì nó sẽ cộng vào tháng sau. Tháng sau thì không là các bạn nhận cái 2.800 bên trái, mặc dù bên trái yếu hơn bên phải. Lúc này bên phải các bạn to hơn nhưng mà bạn vẫn được nhận phần to hơn. Thì đây là cái cách tính của Zico. Thứ hai là chúng ta sẽ được một cái loại phần thưởng, một cái loại hoa hồng nữa. Chúng ta được hoa hồng của nhóm rồi, bây giờ là cái hoa hồng của thành viên 2 sao, thành viên 2 sao, thành viên 2 star. Thành viên 2 star là thành viên gì nhỉ? Là thành viên mua một cái đơn hàng, bản thân họ đã mua một cái đơn hàng là 1.000 điểm BV, tương đương là 1.000 đô la, thành viên 2 star. Thì thành viên này sẽ được 15% giới thiệu này, 10% giới thiệu và 5% giới thiệu. Ở đây là 15% F1, 10% F2 và 5% F3. Thì những người mà làm MLM lâu rồi thì rất hiểu F1, F2, F3 là gì. F1, F2, F3 là như thế này. Khi các bạn giới thiệu cho cái anh điều khiển này, anh ấy làm việc và anh ấy được 100 đô tiền lương, 100 đô tiền lương thì các bạn được 15 đô tiền lương của anh ấy nha. Cái người đấy vẫn nhận đủ 100 nhưng mà còn riêng các bạn sẽ được thêm 15 đô nha. Vẫn là các bạn không phải trừ của người ta, mà ý là các bạn được 15% trên 100 đô của người ta. Đấy, 15% tức là các bạn nhận được 15 đô, họ vẫn nhận 100, còn các bạn vẫn nhận được 15 đô. Đấy là cái người mà bạn giới thiệu ra.
Thế còn cái anh điều khiển này, anh lại giới thiệu ra cái anh bút chì này. Anh bút chì này làm cũng được 100 đô. Các bạn chẳng biết anh bút chì là ai cả, chỉ anh điều khiển là biết anh bút chì thôi. Thì các bạn vẫn được 10% nhá. Các bạn vẫn được 10%. Các bạn vẫn được 10%, tức là 10 đô, 10 đô. Anh bút chì này nhận được 100 đô thì nghiễm nhiên bạn nhận thêm được 10 đô. Tiếp theo là anh bút chì này giới thiệu ra một cái anh thứ ba. Là cái anh cốc này, anh cốc này. Anh ấy được một cái khoản lương, một cái khoản hoa hồng 100 đô chẳng hạn thì bạn lại được 5 đô. Thế thì cộng cả ba anh này là anh đến sau bạn, là anh đến sau bạn, là cái người thứ nhất giới thiệu, người thứ hai, người thứ hai giới thiệu, người thứ ba, thì bạn đã nhận được ba loại hoa hồng, hoa hồng từ ba người ở các tầng khác nhau. Đa cấp là như vậy đúng không, là cấp 1, cấp 2, cấp 3 đó, và các bạn chỉ nhận được ba cấp thôi, không nhận được nhiều hơn ba cấp nha. Đó là cái sản phẩm, đó là cái tính chất đa cấp của công ty này, là giới thiệu người, cái người F1 của bạn giới thiệu thì bạn được 15, F2 giới thiệu, F2 tức là người F1 đẻ ra F2 thì bạn được 10%. Bạn chẳng biết người F2 là ai cả đúng không, tương tự F3 vậy. Đấy, đấy là cái thanh toán này. Thì cái này đấy, các bạn sẽ được nhận vĩnh viễn trọn đời nhé, vĩnh viễn trọn đời. Cứ người ta có thu nhập thì các bạn lại có thu nhập, về tính trên 15, tính trên 10 và 5, 10, 15% của những người đi sau bạn. Đấy, nó gọi đa cấp là như vậy. Bạn, nó gọi là một cái khoản tiền thụ động, các bạn gần như là không phải làm, các bạn cũng được nhận một cái khoản lương, bởi vì là các bạn cái khoản lương là khoản hoa hồng các bạn đã giới thiệu người khác. Thì cái loại tiền thưởng thứ năm là cái tiền thưởng dành cho chức vụ hay là cấp bộ, khi các bạn tham gia ở một cái công ty hay bất cứ một cái loại hình kinh doanh nào ấy, thì các bạn sẽ được tăng cái cấp độ theo thời gian. Khi các bạn tăng theo cấp độ ấy, thì sẽ được cái tiền theo thời gian, đúng không? Tiền ví dụ như các bạn đạt cấp độ bạc VR thì các bạn sẽ được 100 đô. Cấp độ bạc SV các bạn được 300 đô. Đấy, tăng theo thời gian này, làm lâu thì được cái này. Thế nhưng mà cái này nó lại dựa trên cái nhánh trái nhánh phải. Điểm của cái nhánh trái nhánh phải đây. Điểm nhánh trái nhánh phải đây. Đấy, cái điểm nó phải đạt yêu cầu này. Đạt yêu cầu này thì các bạn mới được nhé. Chứ còn không phải là các ông cứ làm lâu năm là được. Mà cái điểm này nó phải được. Có những người làm 10 năm, 100 năm cũng thế thôi, không được. Bởi vì là cái điểm của họ không hề được, họ có phát triển hệ thống đâu, họ phát triển đâu mà đạt được. Thế như Sapphire lại vậy, Ruby Hồng Ngọc vậy, những cái điểm số rất là cao. Đây, điểm số rất cao. Vì 10.000 đô một tháng, 20 triệu một tháng riêng cái tiền thưởng này không rồi. Là nó rất là nhiều tiền, cái thu nhập người rất là khủng rồi. Thì cái người đó phải làm việc rất là nhiều, phát triển hệ thống, phát triển đội nhóm rất là nhiều, thì hai bên này nó mới đạt được con số như thế này. Đấy, như thế này, hai bên tiêu thụ rất nhiều sản phẩm cho công ty rồi thì mới được cái tiền thưởng như vậy. Giới thiệu các bạn như thế. Và Việt Nam mình đã có những người đạt đến cái cấp độ kim cương diamond này nhé, kim cương diamond. Một cái sự duy trì tiếp tục mua hàng, tức là 20 DV, thành tích một cá nhân. Thực ra thì công ty này ấy, nó không muốn cho những người mà tham gia công ty lâu năm, ông giới thiệu được nhiều người đến công ty và ông được hoa hồng của công ty và ông không làm gì nữa, ông không làm gì với công ty cả, ông cứ ăn và làm ở chờ là có những người đến sau mình họ làm việc, họ phát triển hệ thống rồi họ ấy, rồi mình sẽ được lương. Nhưng công ty sẽ không trả lương cho những người lười như vậy, những cái người mà nghĩ rằng là đa cấp là như thế, đa cấp là không làm gì cũng có tiền, những người như vậy. Nên công ty sẽ bắt người đó phải bỏ tiền túi ra mua một sản phẩm hay là mua một vài sản phẩm với giá trị là 20 BV, tương ứng khoảng 1 triệu đồng, tương ứng khoảng 1 triệu đồng, để cho ông mới được nhận các hoa hồng, nhận ba loại hồng bên dưới, bạn hoa lại tiền thưởng hỗ trợ, tiền thưởng phần thưởng nổi bật và tiền thưởng thăng cấp thì ông mới được nhận. Đấy, còn không đấy, các ông chỉ nhận được phần thưởng doanh số bán hàng và phần thưởng giới thiệu 10% mà thôi. 10% các bạn giới thiệu cho hàng 10%. Thế nên là nó yêu cầu các ông phải tiếp tục duy trì mua hàng của công ty. Thực ra cái này thì nó quá là dễ làm rồi. Còn nếu các bạn hay tay ra, hay gội đầu, dưỡng da, tắm bằng sữa tắm rồi các thứ này, thì mua hàng của công ty khoảng 1 triệu để dùng, khoảng 20 DV để dùng để duy trì cái thành viên tích cực trong công ty thì nó quá đơn giản nha. Tức là không muốn mình mua hàng của các hãng khác mà chỉ mua cho Zcook thôi để gọi thành viên tích cực. Thì ở đây nó sẽ có một cái tờ để
Tóm gọn tất cả những gì mình đã nói nhé. Thứ nhất là giới thiệu công ty là công ty xếp hạng A cộng này. Top 10 doanh nghiệp xã hội chứng nhận B Corp này, một chứng nhận quá tuyệt vời này. Doanh nghiệp cho xã hội, tất cả là vì xã hội thì gọi là B Corp. Tiền cũng nợ nhuận cũng biết vớt lại Việt Nam để Việt Nam là tự thiện, quá là tuyệt vời. Sản xuất chủ yếu là 5 loại sản phẩm, công ty sản xuất 5 loại sản phẩm này. Sản phẩm mỹ phẩm là 1, chăm sóc sức khỏe là 2, cá nhân là 3, chăm sóc gia dụng, chăm sóc nhà bếp, chăm sóc tẩy rửa rồi các thứ, kính cung các thứ đấy này, rồi là cuối cùng là sản phẩm kiêng ăn, đó là cà phê kiêng ăn nhé, cà phê kiêng ăn các bạn, cà phê kiêng ăn, sản phẩm cà phê kiêng ăn, rất nhiều sản phẩm tốt. Tiếp theo là các chứng nhận GMV, CMV mình đã chia sẻ từ đầu rồi, đây là chỉ là tổng hợp thôi. Và tiếp theo là công ty đã đạt giấy phép kinh doanh tại Việt Nam là 61 đến 63 tỉnh thành, quá là tuyệt đỉnh rồi, đúng không? 61-63 tỉnh thành, chưa một công ty làm đa cấp MLM nào mà lại được như là Zikup cả. Tiếp theo là trụ sở chính thì ở tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, thì các bạn sẽ thấy là đa phần các công ty làm đa cấp ấy, thì không xin được 61 đến 63 tỉnh thành, thì họ chỉ làm một cái trụ sở chính thôi, một cái trụ sở chính ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng công ty cũng rất ngược đời, đó là khi họ xin được kinh doanh ấy, thì họ đặt trụ sở chính tại Hà Nội trước, họ muốn tập trung cho người miền Bắc trước và muốn thay đổi cái tư duy của người miền Bắc về cái lĩnh vực đa cấp, và cũng như là họ nằm gần thủ đô, họ nằm gần thủ đô thì các cục thuế rồi là kiểm tra rồi là các cục này cục kia họ dễ đến trực tiếp chỗ cái công ty, họ rất là gần với cái ban đầu não chính phủ Việt Nam ấy, thì họ muốn chứng minh là họ làm ăn trong sạch, làm ăn tốt, tức là họ sẵn sàng, tức là người ta nói là gần mặt trời thì rát mặt, đúng không? Nên là thường là các công ty khác là muốn vào Thành phố Hồ Chí Minh để tránh ra bộ não nhà nước, bộ đầu não nhà nước. Tức là gần mặt trời thì nó rát mặt, gần cái bóng đèn như này nó rất là nóng, đúng không? Các bạn, người ta thường phải đi xa xa ra thì, nhưng mà công ty thì cũng ngược lại, họ cứ phải tiến gần vào. Đấy, họ chứng minh họ là một công ty tốt. Công ty sẽ chia sẻ cho những người tham gia làm thành viên công ty với 5 loại thu nhập. Loại thu nhập nhất là các bạn mua một cái sản phẩm gì, các bạn bán lại người khác, bạn có quyền lại 30% giá trị sản phẩm. Rồi loại thứ hai là cái thu nhập giới thiệu, tức là các bạn giới thiệu người khác mua một cái gì đó của công ty, mua con mỹ phẩm hay một cái đồ ăn, đồ uống, đồ dùng gì đó của công ty, thì công ty sẽ tặng lại cho bạn 10%. Đấy, 10% giá trị sản phẩm, không phải là 10% lợi nhuận sản phẩm, mà 10% giá trị sản phẩm. Và các bạn thấy là các bạn càng giới thiệu nhiều cho nhiều người mua thì các bạn sẽ càng được nhiều cái phần thưởng này, từ 10 đến 20% hoa hồng giới thiệu. Đấy, ví dụ như tôi đây, tôi là anh vàng này, tôi giới thiệu cho rất nhiều các anh khác. Ví dụ như năm anh này mỗi anh là đã cho tôi 100.000 rồi. Vì mỗi anh mua 1 triệu mà, thì tôi được 500.000 rồi. Đấy, ví dụ như vậy. Rất là đơn giản thôi. Thì cái điểm giới thiệu này này, thì cái nếu như các bạn 10% là mua dưới 1.000 VV. Đấy, tức là mua dưới 40 mấy triệu này, 40 mấy triệu. Còn mua trên 40 mấy triệu, 50 triệu thì thế nào? Được 20%, ít người ta mua thì các bạn được 20% lắm, người ta chỉ mua thì các bạn được 10% thôi. Này, tiếp theo là nhánh nhỏ 12%, nhánh nhỏ 12% này, thì mình chia sẻ cái trên kia rồi, tức là gì? Tức là khi các bạn xây dựng ở cái hệ thống làm đa cấp, thì nó sẽ có bên trái, bên phải. Bên trái các bạn không phải làm, mà bên trái là những người trước đó họ cứ vất xuống bên trái các bạn, còn các bạn chỉ làm bên phải thôi. Khi bạn làm bên phải thì họ sẽ so sánh bên trái, bên phải. Thường là bên phải sẽ yếu hơn, thì mà sẽ yếu hơn bởi vì là bên trái là hợp lực của rất nhiều người, còn bên phải là các bạn chỉ một mình, có thường là bên phải sẽ yếu hơn. Thì các bạn làm được bao nhiêu, các bạn sẽ vất hết ở bên phải này, các bạn sẽ được 12% cái điểm tích lũy của cả nhóm. Ví dụ bạn làm chia cho 10 người này mà họ hoạt động mỗi người mua 200 BV, 200 điểm tích lũy của cái tuần thứ nhất vào đây. Rồi tiếp theo là thứ tư là thu nhập trên thu nhập, đúng không? 15, 5, 10, 15, đúng không? 5, 10, 15. Người F1 các bạn được 15, người F2 các bạn được 10, F3 là 5. Tức là người F1 là người các bạn trực tiếp giới thiệu ra, họ kiếm được bao nhiêu tiền thì các bạn được 10-15% tiền lương của họ. Họ vẫn nhận đủ lương bình thường, nhưng các bạn được 15% trên lương của họ, các bạn được thêm. Còn cái người F1 này giới thiệu người F2 thì các bạn được 10, người F2 giới thiệu người F3 các bạn được 5. Ở thứ năm là tiền thưởng doanh nghiệp. Khi các bạn làm việc lâu năm, các bạn lan tỏa được ra thế giới, lan tỏa ra nước ngoài như Malaysia, Thái Lan, Indo, Ấn Độ, Trung Quốc này, thì các bạn xây dựng được nhiều cái hệ thống như vậy, thì cái bên trái bên phải các bạn mua rất là nhiều điểm, bên trái bên phải nó rất là nhiều điểm, thì các bạn sẽ được
phát triển lên và các bạn được thưởng danh hiệu nhé. Được thưởng danh hiệu thì được thưởng danh hiệu thì mình đã chia sẻ ở bên trên rồi. Được thưởng danh hiệu đây, được thưởng danh hiệu đây nhé. Đây đầu tiên là 100, 300, 600, 1000, 2, 2500, 5000, 10000 để thưởng các loại danh hiệu. Diamond kim cương xanh này này rất hiếm người đạt được. Mình muốn chia sẻ các bạn này, Zikup mới chỉ làm việc ở Mỹ, sau đó là làm việc đến Đài Loan và Nhật Bản. Chắc chắn là tại Hàn Quốc trước rồi, sau đó đầu tiên tại Hàn Quốc này, sau đến Mỹ, đến Đài Loan, Nhật Bản, tức là mới có hoạt động trên 4 nước rồi, sau đó là về Việt Nam là thứ năm. Hiện tại các thế giới là chưa có, và vì dịch Covid cho nên là công ty chưa phát triển ra quốc tế, nên các bạn làm bây giờ, làm cơ hội rất là tuyệt vời. Các bạn có thể giới thiệu ra nước ngoài, ra quốc tế thì bạn sẽ có một thị trường rất rộng lớn để làm việc. Đấy. Thì nên là đạt cái danh hiệu tiền thưởng này nó cũng rất là bình thường thôi. Thưởng danh hiệu rất là bình thường. Hai bên chỉ cần hai bên mua nhiều tiền thôi mà. Đấy, thì danh hiệu rất là bình thường. Thì đây là rất nhiều các spa đã tham gia phân phối sản phẩm. Đây là một số các người đã tham gia. Đây. Công việc phí được phát triển trong những năm vừa qua đây. Và ập này diễn ra rất là nhiều. Đây là một ông người Hàn Quốc này, ông về Việt Nam, ông làm thị trường này các bạn. Đây. Công việc của dịch vụ phát triển. Đây các bạn nhìn thấy. Quá tuyệt vời. Ông này làm Zoom meeting nhá. Các bạn nào mà muốn tham gia Zoom được ông này đào tạo và được các người đi trước mình đào tạo nhá. Những người tuyệt vời hơn mình đào tạo được các bạn. Thì bạn liên kết với mình nhá. Mình sẽ mời các bạn vào Zoom. Các bạn Zoom để các bạn được đào tạo và cùng với đó là biết đâu là chúng ta sẽ làm việc cùng nhau trong một nhóm. Rồi, ở đây là 10 lý do các bạn tham gia với Zikup. Thì mình chia sẻ một chút đó là Zikup nó có cái tầm nhìn toàn cầu, một công ty có tính chất toàn cầu nhé. Như các bạn biết là Google cũng toàn cầu, Facebook toàn cầu, YouTube toàn cầu, Amazon cũng vươn lên toàn cầu, Zikup cũng vậy, không có tầm nhìn toàn cầu. Tiếp theo là áp dụng công nghệ 4.0, tức là Zikup bán hàng online, bán online, các bạn không phải ôm hàng, các bạn không phải mua hàng, các bạn thích các bạn mua các bạn dùng thôi, các bạn không mua thì thôi nhá. Các bạn không phải ôm hàng mà nó là áp dụng công nghệ, nó không như các công ty khác bán máy lọc nước hay là bán các thực phẩm chức năng nó bắt các bạn phải ôm hàng. Không, cái này không thế. Các bạn không phải mất tiền tham gia, các bạn trở thành thành viên công ty các bạn không phải mất tiền. Đấy. Là nó áp dụng 14.0 tuyệt vời như vậy. Sản phẩm của nó là 300 sản phẩm được bán ra, đa dạng và tái tiêu dùng nhanh. Tái tiêu dùng nhanh, ví dụ các bạn mua một cái cốc này, tộc nói thật các bạn này, cái cốc này nhá, dùng 20 năm rồi. Bạn nhìn đấy, đố các bạn đi mua đâu cái cốc cổ như thế này. Đố bạn đi mua, không có cái cốc nào mà lại ngắn nhỡ nhỡ ngang ngang cái này đâu. Cốc này gần 20 năm. Thế nên là tái tiêu dùng nhanh là gì? Tái tiêu dùng nhanh là như xà phòng tắm, là đồ ăn đồ uống các bạn phải mua hàng ngày, các bạn sản phẩm tái tiêu dùng nhanh. Như vậy thì các bạn mới nhanh bán được hàng. Tiếp theo là trả thưởng công bằng, sơ đồ nhị phân thì nó trả thưởng quá công bằng hơn rất nhiều so sơ đồ mặt trời, và công ty này đã rút ra rất nhiều cái sai lầm của các lĩnh vực LLM, tức là lĩnh vực đa cấp mà những công ty khác làm không được và làm sai và làm đã làm và thất bại, thì công ty đã thay đổi rất là nhiều để trả thưởng công rất công bằng cho người làm. Tiếp theo là người lãnh đạo công ty, là người chủ tịch tập đoàn, là người rất tuyệt vời, đúng không? Người rất tuyệt vời, Lộc đã chia sẻ ở đầu video rồi, trong video giới thiệu công ty rồi. Và tiếp theo là đây là một thời điểm vàng, bạn biết là mới phát triển trên 5 nước thôi và cũng mới khai trương tại Việt Nam được có mấy tháng thôi, khai trương tại Việt Nam được có 3 tháng thôi, từ tháng 7 2020 mới khai trương tại Việt Nam được có vài tháng. Thế cho nên đây là một cái thời điểm rất là tuyệt vời khi bạn tham gia Zikup, thị trường còn rất là rộng. Rồi đã được chứng nhận đúng không? B Corp rồi là GMBC, GMB rất nhiều các chứng nhận của khác đó, chứng nhận khác, tất cả những sản phẩm được chứng nhận ấy. Những sản phẩm nào mà được chứng nhận gì ấy, thì khi các bạn mua sản phẩm thì các bạn sẽ nhìn thấy đây, họ sẽ xăm luôn, họ sẽ có chứng nhận luôn trên đây, không có công ty nào giống như Zikup à, luôn luôn chứng nhận được viết trên bao bì luôn đây, đây nhá, đấy là cái sản phẩm công ty được chứng nhận rồi. Và các bạn là bây giờ đang Covid và sắp tới là sau Covid,
đó là cơ hội các bạn để phát triển, vì Covid nó đang làm cho người ta không không thị trường không thể bùng nổ nhanh được, đa nhân làm người ta phải ở nhà, thị trường không thể bùng nổ nhanh được. Nếu các bạn biết cái cơ hội này qua mạng và công ty cũng là một công ty kinh doanh qua mạng thì các bạn phải bùng nổ nhé, bùng nổ thì các bạn phải bùng nổ nó qua online một chút. Công ty này là một công ty rất tuân thủ luật pháp của nhà nước nhé, công ty rất tuân thủ luật pháp của nhà nước, cho nên nhà nước mới cho cấp phép 61 thì sao bạn hình thành, các bạn phải biết rồi. Nhà nước cũng tốt cho nhân dân thôi. Sơ đồ đột phá và dễ làm. Sơ đồ đột phá dễ làm nó là một sơ đồ nhị phân. Đây là một cái câu nói tích cực. Đây, sơ đồ nhị phân và sơ đồ dễ làm này. Khi bạn giới thiệu này, giới thiệu một cái người bạn này, nếu bạn biết câu hỏi này, các bạn nên tham gia sớm một chút. Các bạn không cần phải mua hàng, các bạn không cần phải bỏ tiền ra để đăng ký thành viên. Các bạn cứ đăng ký thành viên để các bạn đến trước người khác đó. Đến trước người khác thì đó là một cái cơ hội tốt để khi các bạn, nếu như các bạn quyết định tham gia và làm việc với Zico vậy, thì nó sẽ tạo nên một cái chân hai à, tạo nên hai chân đúng không, bên trái bên phải so với nhau, thì các bạn sau này lên cái danh hiệu đấy, cái tiền thưởng thứ năm lên cái danh hiệu rất là tốt, bởi vì cái tốc độ phát triển của cái lĩnh vực MLM thì các bạn biết rồi, khi mà nó bùng nổ thì nó sẽ rất nhanh. Đây, và mình chia sẻ một chút qua cái này, có hình ảnh này, đó là những kẻ vô sản đang không chỉ giới, tức là những cái trang web công nghệ 4.0 đang phát triển rất là mạnh đúng không, và Zico họ đang áp dụng cái này. Các bạn biết là những công ty này bây giờ đều là tỷ phú của thế giới rồi, và những đối tác làm ăn với những công ty này đúng không, đối tác làm ăn với những trang web này đều là những người có mức thu nhập tốt đúng không, thì Zico cũng hướng đến như vậy. Thì đây là một cái chia sẻ của mình sẽ kết thúc ở đây, và ước mong là Zico nó sẽ có một cái ảnh hưởng gì đó trong các bạn và được các bạn yêu mến đến. Các bạn muốn tìm thêm hiểu thêm công ty gì, các bạn muốn tìm hiểu thêm những thông tin gì, các bạn có thể liên kết với Lộc nhé. Và ước mong là chúng ta sẽ trở thành một đội, nếu như ta có thể, và biết đâu Lộc sẽ được nhận những cái lời cảm ơn các bạn khi các bạn đăng ký thành viên qua mã số của Lộc. Và Lộc ước mong là như vậy. Thì cái cuối cùng nữa là nếu các bạn muốn tham gia Zoom, muốn tham gia tìm hiểu về gì cũng, muốn như tham gia nhận được nhiều chia sẻ sự đào tạo của những người tốt hơn Lộc rất là nhiều, thì bạn hãy liên kết với Lộc nhé. Đấy, ước mong như vậy, và hy vọng cuối cùng là bạn sẽ tham gia đăng ký thành viên dưới mã cái mã số của Lộc, tức là qua Lộc nó sẽ giúp các bạn đăng ký thành viên nhé. Hãy liên kết với Lộc, có Facebook của Lộc bên dưới này, có số điện thoại của Lộc bên dưới là Zalo này, các bạn hãy liên kết với Lộc nghe nhé, và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.